có cái bánh mì mấy hộp sữa này, em ăn đi cho đỡ đói. Đây là bánh mì của em, sữa của em, sao chị lại cho người ta thế? Nếu em không biết giúp đỡ người khác sẽ thành ích kỷ và là người xấu đấy. Ích kỷ là người xấu em không thích đâu. Được rồi, em sẽ cho anh ấy. Không nhiều kéo đi ngoài đường ấy, mình sẽ nhặt một cái thạch cạn và một quả táo. Em ơi, đấy là kẹo của chị mà. Kẹo này em nhặt ở ngoài đường đi, không phải của chị đâu. Chị ơi, em trả kẹo cho chị lại. Em lấy kẹo của chị có trách em không? Không sao đâu, em còn bé, em không hiểu chuyện, chị không trách em đâu. Các bạn ơi, bây giờ mình muốn mua cho mình hai cái kẹo mua hình bàn chân này. Đây là hồng, có đây là màu xanh. Lên có cả hình mặt cười nữa nha. Wow. Ui, anh Dương bảo tụi em là cho em giặt cả bời. Đi qua đang cầm cái gì thế? Em có hai cái kẹo mua hình bàn chân này. Thì anh Dương bảo có gì thế? Anh có một cái bim bim với một cái kẹo này. Hay là mình qua cho anh một cái kẹo mút đi, xong ăn cái đến cái kẹo của anh. Wow. Anh ơi, em cho anh cái kẹo màu xanh, còn em là cái kẹo màu hồng. Đi, anh lấy bao ra ăn đi. Màu hồng của em bị dâu thơm quá. Màu xanh của anh bị táo thơm quá. Quá. Này, đi qua, anh trả cây cho mình qua. Rồi, đi về đây. Ô, anh ra bảo, em phải ăn kẹo của anh đấy chứ. Bim bim của anh, kẹo của anh. Sao em dám đòi ăn của anh? Vẫn là anh bảo là ăn kẹo của em, sao ăn kẹo của anh mà. Kẹo của anh, anh không cho em ăn chung đâu. Anh bảo là cho em ăn kẹo của anh, mà sao anh xấu tính thế? Xấu tính cái anh? Mình quá là sao bảo? Hai đứa làm sao thế? Thì Ruby ơi, vừa nãy anh đã bảo là ăn hết kẹo của em, xong để ăn kẹo của anh đã bảo. Nhưng bây giờ ăn hết kẹo của em, anh đã bảo không cho em ăn chung kìa. Vừa nãy em định như thế, nhưng mà bây giờ em không thích nữa. Em chỉ thích ăn một mình thôi, không cho Mình qua đâu. Sao bảo ơi, em mở cổng mang kẹo ra đây cho chị. Em với Minh Khoa là bạn của nhau. Em thấy đấy, Minh Khoa biết chia sẻ kẹo cho em. Vậy tại sao em lại không chia sẻ lại kẹo cho Minh Khoa? Em mà cứ như thế này á, lần sau Minh Khoa có kẹo, Minh Khoa sẽ không cho em nữa đâu. Đúng thế, từ mai em sẽ không cho anh kẹo nữa. Như thế là ít kể đúng không chị? Từ sau em cũng như thế nữa đâu. Minh Khoa, bây giờ Minh Khoa với anh cùng vào nhà anh để ăn chung kẹo nhé. Yeah. Để anh bốc cái pin ra để hai anh mình cũng ăn nha. Để anh bóc kẹo kia nhá. Vâng. Ui, cô gái ô tô này. Đi là người mới qua nha. Tôi đi người đi à. Bây giờ anh sẽ bóc kẹo ra. Ui, có kẹo lổ này. Đây là mình ra ăn kẹo lổ đi. À, mua ra để anh bóc nhau. Gia Bảo ơi, hôm nay chị hơi mệt, em đi học một mình có được không? Chị đừng lo, em đi học được, em lớn rồi mà. Thôi được rồi, em đi học đi, nhưng mà nhớ phải đi đường bên phải và không được la cà đâu đấy. Mẹ em đã đúc bánh mì đi học chưa? Em đúc bánh mì vừa cặp rồi chị ạ. Thôi em chào chị, em đi học đây. Em đi học đi. Vâng ạ. Ai đi qua cho tôi xin ít đồ ăn? Ai đi qua cho tôi xin ít đồ ăn? Ai đi qua cho tôi xin ít đồ ăn? Chỗ kia có người ngồi làm gì thế nhỉ? Ê, anh kia, anh là người xấu đúng không? Đến ăn trộm dê đúng không? Em ơi, anh là trẻ lang thang, lại đang bị bệnh nữa. Từ hôm qua đến giờ, anh chưa được ăn gì cả. Em có đồ ăn gì không? Cho anh với. Đồ ăn á? À? Em có cái bánh mì này. Nhưng mà em không cho đâu. Mà này, anh đi cho các em mà xin đi, đừng có ngồi ở đây nữa. Chưa vài mà em vẫn thấy anh ngồi đây, mà em đuổi đi ấy. Cứ lẩn vẩn ở đây, ngơ ăn trộm đi sao? Anh là ăn xin, chứ không phải là ăn trộm đâu. Nhớ, đi cho các em đi ấy. Chị ơi,
Để có đồ ăn gì không cho em xin ít. Từ hôm qua đến giờ em chưa được ăn gì cả, em đói quá. Ui, nhìn em đáng thương quá. Em đợi chị một lát, chị vào trong nhà lấy cái gì cho em ăn nhá. Em đâu mất rồi? À đây. Em ơi, chị còn cái bánh mì này, em ăn tạm cho đỡ đói nhá. Em cảm ơn chị. Nhà em ở đâu? Chị ơi, em là trẻ lang thang, em không có nhà. Ui, em đáng thương quá. Mà em đang bị ốm à? Vâng, em đang bị ốm chị ạ. Chị bảo này, thế từ mai em đói thì em cứ qua đây để chị cho đồ ăn em nhá. Vâng, chị tốt quá. Thôi, em đi đây chị ạ. Ừ, thì em đi nhá. Em nhớ từ mai nếu đói cứ qua đây chị cho đồ ăn nhá. Vâng, em cảm ơn. Vào đi mua bánh nhỉ. Để chú Bi ơi, em đói lắm rồi, chị mua đồ ăn cho em ăn đi. Sao chị đói bụng rồi à? Vâng ạ. Thôi được rồi, bây giờ để chị đi mua đồ ăn cho em. Em ở nhà trong nhà đó chị nhá. Vâng ạ. Này anh kìa, anh lấy ăn trộm về đúng không? Không em ơi, anh đến đây để xin đồ ăn. À đây làm gì có đồ ăn mà anh xin, đi chỗ khác đi. Hôm qua có một chị bảo là đến đây thì chị ấy cho đồ ăn mà. Ở đây không có đồ ăn đâu, anh đi chỗ khác đi. Oh no. Bao nhiêu nhà không xin, ở xin ở đây. Em vừa đến đấy à? Em chào chị ạ. Em đang đói đúng không? Đây, chị có cái bánh mì với hộp sữa này. Em ăn đi cho đỡ đói. Bánh mì với sữa của em à? Đây là bánh mì của em, sữa của em. Sao chị lại cho người ta thế? Gia Bảo ơi, bạn này đáng thương lắm. Em nhường cho bạn ấy hộp sữa với cái bánh mì này đi. Lát nữa chị mua cái khác cho. Không, em không thích đâu, quản lý em mà. Nếu em không biết giúp đỡ người khác sẽ thành ích kỷ và là người xấu đấy. Nhưng mà em không thích cho đâu, em thích anh mà. Thế em muốn trở thành người ích kỷ hay là người tốt? Ích kỷ là người xấu, em không thích đâu. Được rồi, em sẽ cho anh ấy. Yeah. Anh ơi, em cho anh cái bánh mì với hộp sữa này. Anh cảm ơn em nhé. Em cảm ơn chị ạ. Thôi, em chào chị, em đi đây. Gia Bảo thấy chưa? Chúng mình biết giúp đỡ mọi người thì mới thành người tốt được. Vâng ạ, à, em biết rồi. Thôi bây giờ hai chị em mình đi mua bánh với sữa khác cho em nhé. Vâng ạ. Đây là kẹo pizza chị Ruby mới mua cho mình này. Bây giờ mình sẽ bóc ăn luôn. Em có kẹo rồi, em không mua đâu. Chị đi chỗ khác mà bán đi. Để chị giới thiệu cho nha. Đây kẹo mút này, nhìn đẹp chưa? Kẹo dẻo nha, có hình con gấu luôn này. Kẹo hình tay thỏ này, kẹo hình non nước nha. Còn có kẹo hình bàn chân nữa, đẹp chưa đẹp chưa? Còn đây là kẹo thạch cá này, ngon lắm. Em mua cho chị mấy cái đi. Tóm lại này em không mua được, chị đi chỗ khác mà bán đi. Tại chị đi nhanh quá không để ý nên mới bị ngã. Em đỡ chị với. Kệ chị, khi nào chị đau thì chị tự đứng lên. Không nhiều kéo đi ngoài đường ấy. Mình sẽ nhặt một cái thạch cá và một quả táo. Em ơi, đấy là kẹo của chị mà. Em không giúp chị lại còn lấy kẹo của chị nữa. Kẹo này em nhặt ở ngoài đường đi, không phải của chị đâu. Đau quá. Em ơi, em bị ngã xe à? Vâng. Chị đỡ lên cho em nhá. Chân
chân em đau thế, em có đi được nữa không? Chị ơi, em không sao đâu. Em ngồi nghỉ một lát là đi được thôi. Chị tốt bụng quá, em cảm ơn chị. Chị không giống bạn kia, bạn không đỡ em, bạn lại còn lấy kẹo của em nữa. Đâu, em bảo ai cơ? Bạn kia thì chị. Ơ, kia là em trai của chị mà. Em đứng đây đợi chị một lát nhá. Vâng ạ. Sẽ bảo ơi, đợi chị lâu chưa? Em đợi chị ăn hết cái kẹo rồi đây này. Thế con hai cái kẹo này em lấy ở đâu đây? Hai cái kẹo này em vừa nhặt được ở ngoài đường chị ạ. Sao vừa nãy có một bạn bị ngã, em không đỡ bạn ấy dậy mà em lại lấy kẹo của bạn ấy thế? Em mệt lắm, em không muốn giúp đâu. Nhưng mà hai cái kẹo này em nhặt được ở ngoài đường mà, không phải lấy của chị đấy đâu. Sao bảo ơi, em không biết giúp đỡ người khác như thế là ích kỷ đấy. Xong rồi em lại còn lấy kẹo của người ta nữa, là người xấu đấy. Ích kỷ là người xấu luôn chị. Đúng rồi đấy em ạ. Thôi bây giờ đứng lên, đến kia trả kẹo cho chị kia nhá. Vâng ạ. Chị ơi, em trả kẹo cho chị lại. Em lấy kẹo của chị có trách em không? Không sao đâu, em còn bé, em không hiểu chuyện. Chị không trách em đâu, nhưng mà lần sau em đừng thế nữa nhé. Vâng ạ. Chị ơi, em cảm ơn chị. Thôi em đi bán hàng tiếp đây. Chị chào em nhá. Sẽ bảo ơi, hai chị em mình cũng đi về thôi. Vâng ạ. Các bạn nhỏ ơi, ích kỷ là một tính xấu đấy. Cho nên chúng mình đừng ích kỷ nhá. Video của Minmin TV đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.